Hello, xin chào các bạn, lại là các siêu anh hùng đây. Chúc các bạn ngày mới thật là nhiều niềm vui và sức khỏe. Bên thôi, hôm nay chúng ta chơi cái gì ấy? Hôm nay chúng ta sẽ chơi... Đừng nói nhiều nữa. Hôm nay chúng ta sẽ chơi bắn súng. Mình ăn. Bây giờ mình sẽ chơi trò gì đây? Chơi trò gì ạ? Chơi trò bắn bia, bắn chai nước kìa kìa. Ồ, súng người lên đấy à? Trò này dễ quá, ta lấy súng nhỏ. Quá bé các bạn ạ. Đây, súng của ta to hơn này. Thấy chưa? To như thế này bắn nó mới hay. Oh yeah. Thôi được rồi, nếu người đã thích to hơn ấy, đây là súng đại ca, súng mẹ. To hơn chưa? Thôi được rồi, bây giờ mình thích thi đấu bằng súng to hay súng bé? À, thích thi đấu bằng súng bé thì trò này đang dễ. Ok, chúng ta sẽ thi đấu súng bé trước nhé, cứ súng to đi. Ta chắc người bắn trước luôn. Bắn trước rồi. Xa vậy luôn. Yeah. 1-0 cho người nhện. Chắc người nhện trước. Đúng rồi, hắn là đi giải cứu thế giới. Cho các bạn xem, người nhện có rất nhiều đạn này. Đấy. Bắn không ngờ sợ mất luôn. Một kỹ năng hay hơn. Trời ơi trời. Đúng rồi. Ta không đùa nữa, nhưng mà ta sẽ bắn trúng người xem. Oh no. Đối với người nhẹ đấy, không có gì là không thể. Yeah. Bên nào sợ chưa? Kỹ năng này á, ta luôn người ta sẽ có một kỹ năng khác. Hờ, ta xem đây. Ghê hơn. Wow. Bắn trúng đấy, nhưng mà lo nó chưa đổ các bạn ạ. Hay đấy, hay đấy. Bây giờ ta sẽ có kỹ năng bắn trên không. Ok, thích thì chơi. Venom thích là bắn trong lúc mà đang lộ trên không cơ. Rồi. Ôi trời. Tưởng gì chứ vài ba cái động tác lộn vớ vẩn. Venom à, không có chỉnh. Đẳng cấp của người nhện đây này. Khá lắm rồi. Hôm nay người nhện có vẻ không cần đi giải cứu thế giới. Giải cứu tìm cơm thôi nhá, để mưa. Chưa hết Venom ạ. Ta còn có thể bắn được cái súng to. Súng bé chỉ là súng nhỏ. Kẻ vô địch là ta. Vì nó sợ rồi các bạn ạ, sợ. Súng của người nhện rất xịn, không chỉ bắn rất là chuẩn xác mà còn có thể thay được những phụ kiện. Bây giờ người nhện sẽ thay những cái phụ kiện mà bắn tầm xa nhé, để cho cái tên Venom hắn chịu thua. Bây giờ ta sẽ làm cái hỏa lực lớn nhất. Nói về kỹ năng biểu diễn ấy, thì Venom còn phải học ra nhiều. Lộn ngược 180 độ. Trời thích lên trời. Ngươi có thể gọi điện cầu cứu Deadpool. Hắn có thể đến đây và chịu thua cùng ngươi. Ta sẽ thắng cả hai tên. Trong lúc chờ đợi cái tên Venom lâu la, ta sẽ bắn tên Venom xem một lần nữa. Venom nhìn đây. Tưởng thế nào, chán. Ok, mình nhắn. Ta sẽ dừng trò chơi này ở đây. Và ta sẽ chơi một trò chơi mới. Trò gì?
đó là ta không bắn vật nữa mà ta sẽ bắn ngươi. Bắn nhau à? Và ngươi sẽ bắn lại ta. Các bạn ơi, chơi bắn vật không được, bây giờ chơi thầy cuối chuyển sang bắn người. Nhưng mà ngươi công nhận ngươi thua chưa? Ok, coi như là ta chấp ngươi vòng đầu, ta sợ ngươi đi giải cứu thế giới. Rồi, thế bây giờ bắn nhau như thế nào? Bắn nhau đó là ta ngươi sẽ quấn đồ xì. Yeah. Ngươi là sẽ đứng vô đó. Đứng làm bia à? Ừ, bị bắn 5 viên đạn. Đó, ai mà né được nhiều nhất là thắng. Ai né được thì thắng. À rồi, ta hiểu rồi, tức là bắn nhau xong rồi người bị bắn sẽ lé. Nói gì chứ, bắn đã ai né lại còn hay hơn, đó chính là người nhẹ. Yeah. Ok, chơi. Thế làm thế nào để biết là ngươi có bắn chúng ta hay không? Ta sẽ giới thiệu ngươi một loại đạn đặc biệt. Đặc biệt là cái đạn gì ta? Ta-da, nó sẽ có cái đầu dính như này. Nếu ta bắn thọc ngươi thì nó sẽ dính vô tường. Dính vô tường rồi. Ta lại là người chiến thắng thôi. Bắn được sẽ hai người luôn chứ. Hai. Ôi, ngươi gian cái gì? Ta ra kia thôi. Ngươi gian nghe lại. Bắn trước tao. Hai. Cái này là cái kim mà. Ôi. Bên nam chán nhỉ, bên nam chẳng biết cái gì. Ơi lại nhá. Ok ok. Ta sẽ làm uống rượu Ai Cập. Bên nam. Thì cái lâu đấy. Ok. 5 viên đấy nhá. Chật. Một lần chật đấy nhá. Chật hai viên rồi nhá. Thế cái xã Vây Nam nữa. Hơi đau đấy nhưng mà mới trúng một viên thôi. Còn ngươi còn hai viên cuối cùng á. Thôi. Còn một viên cuối cùng thôi các bạn ạ. Thôi. Vậy là Venom chỉ trúng một viên thôi, giờ mới đến lượt ta. Bây giờ bắn trước mặt thì nó dễ quá, bây giờ sẽ chơi cái trò bắn lúc nhá. Bắn ấy, nó phải dùng trí thông minh là cái đầu. Ta trúng một lần thì nhá. Thế là ít nhất là bây giờ ta đã hòa. Tên này còn múa các bạn. Đúng rồi, hai viên, hai viên. Cái để cho hắn nhảy một lúc hắn chán đi. Định biểu diễn tí không nhìn nhưng mà không trúng các bạn. Có không ra. Thôi được rồi, ta có trò này. Hắn mạnh cỡ nào cũng không chơi được cái ta. Oh yeah. Rồi, một viên cuối đúng không? Có trúng không? Không trúng, quái hòa thôi. Ta với ngươi sẽ chơi trận một trận quyết đấu nữa, là trận gì đây? Thì bây giờ ta với ngươi hoài. Hoài rồi. Mình sẽ chia một trận cuối. Cuối cùng. Ngươi biết cao bồi. Cao bồi miền Tây hả? Miền Tây. Ok, biết. Bây giờ mình sẽ bắn hình của cao bồi. Là như thế nào? Là ta ngồi lưng. Mình dựa lưng vào nhau. Ok. 2, 3, đi tiếng. 3, bắn. Wow. Ok. Rồi. Sẵn chưa? Sẵn sàng. Ok. 3, 2, 1. 1, 2, 3, chết rồi. Ok thưa các bạn, thì hiện tại người nhện ở Venom đang mệt lắm rồi. Vừa mê giết mấy cái thằng lính kia xong. Đấy thì chắc là video của chúng ta ngày hôm nay
chấm dứt ở đây thôi. Đấy. Thì thêm một lần nữa, Venom này ôm hận trước người nhện các bạn ạ. Trình gà. Hôm nay không có Deadpool đâu. Ta nhường hắn. Nếu hôm nay không có Deadpool thì cả hai người cùng khóc với ta. Ok. Ok. Đấy. Thì tập hôm nay chúng ta đã xong rồi mà trời đang mưa to quá. Nên chúng ta nghỉ thôi. Đấy, và nếu các bạn yêu thích các video của siêu anh hùng thì đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh Flaho để đón xem những cuộc tái đấu hay hơn và hấp dẫn hơn nữa của các siêu anh hùng, của các siêu anh hùng đấy nhá. Ok, tạm biệt các bạn. Bây giờ các siêu anh hùng lại đi bắn nhau. Ta đi tắm mưa. Ok, bye bye, chào các bạn. Are you sleeping?